Em chào mọi người nha. À, hôm nay em giới thiệu với mọi người đó là cái bộ chuyển đổi HDMI. Và của nó là cổng HDMI nè. Đây là màn hình TV máy chiếu cổng HDMI nha. Nguồn của nó thì mình nên kết nối bằng 5V1A hoặc là 5V2A. Nó có cái dây cáp với cái cốc sạc. Thì cái sản phẩm này nó hỗ trợ cho máy game nè, DVD hoặc là laptop ha.